Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thưa quý vị, đây là Hồng Vân. Thưa quý vị, đây là Quốc Thuận. Ý quen lắm đúng không? Quen đó không? Bây giờ chưa có ai vô hết, mình sẽ vô cánh gà, mình coi nhân vật trong đó là ai. Mời quý vị. Đây, người ta gọi là cánh gà. Cánh gà không phải là cánh gà chiên nước mắm, mà cánh gà sân khấu. Đây là những cặp đôi chuẩn bị tham gia Vợ Chồng Son. Trong đó có một cặp đôi là Đạt với Thảo. Bây giờ anh coi kiến này nè. Đạt ở trong đây đi. Anh dẫn Thảo ra trước để mình lừa hai bà này cú chán dán chơi nha. Khi nào anh mời ra nha, anh với Thảo ra trước nha. Chết, biết rồi chết. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng son đầu tiên. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Giới thiệu đây là Thảo. Là sao? Là ủa sao? Em không cản chị cũng té luôn. Muốn té đầu năm. Thôi vô, vô trọng nghỉ ngơi đi. Để anh giải quyết chuyện này xong anh mời em ra nha. Thảo Quyền Linh. Hả? Không, để chị nói cho. Hả? Bây giờ nói cho tôi nghe, ông sao? Bình ông, tĩnh. Tôi em bỏ luôn, tôi không thèm mai mối với ông nghe. Em có số điện thoại chị Thảo nghe. Đừng có mét vội, em khủng quá. Em bình tĩnh để người ta từ từ giải quyết. Mới theo léo quá, đừng không nói. Hai chị em mình đủ sức để xử cha nội này. Đúng rồi, bây giờ nói sao? Bình tĩnh để người ta nói chuyện chứ gì ào ào trên đây. Ngồi xuống. Không có ngồi. Bây giờ thế này nè. Chưa kịp nói gì trơn á. Giờ phải nói gì? Thế này thế nào? Thảo là từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là mai mối, thấy không? Bữa nay á là mình dẫn Thảo với ông xã của Thảo đến đây để gửi gắm chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, chưa gì hết trơn. Hết hồn cái gì? Ủa Linh, ý là đầu năm Linh muốn có một cái gì đó vui nhộn đúng không Linh? Theo lẽ như người ta, ông mối mà đàng hoàng á ha, là phải dắt cả vợ cả chồng ra một lượt. Đúng rồi. Ông cố tình ông dắt mình bé Thảo ra thôi, đặng ông trôn tụi tôi hay gì. Vậy mới có vấn đề để nói. Ông nghe bữa nay ông vô tới tận xào huyệt của gia đình Vợ Chồng Son tôi mà ông còn ghẹo tôi, ông còn trôn tôi nữa. Em ở bên Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Sao? Trời ơi, ông chọc ông ghẹo chị hoài luôn á. Ở bên đây á hả, em yêu thương chị bao nhiêu. Đúng rồi. Thì ở bên chương trình đó đó, ông chọc ông ghẹo ông móc ông. Giờ hôm nay nhân tiện ông tới cái chương trình này, bây giờ mình dán ông vô ghế luôn đi. Rồi mình chọc mình mâu mình móc ông lại. Chị này chị thấy chị... cho Đạt với Thảo ngồi đây, ông Quyền Linh ngồi ngay giữa. Ừ đó, ngồi chứng kiến. À cũng được ha. Đó. Mình xỉa xói. Đúng rồi. Vậy đi. Vậy thôi, để mời hai chồng ra chứng kiến để mấy người hiểu lầm tôi. Đạt ơi, Thảo ơi. Đây mới là cặp Bạn Muốn Hẹn Hò nè. À, vậy ta mới xứng đào xứng kép nè đó. À, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày Quy Linh đột nhập vào chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Linh có dẫn cặp đôi của Bạn Muốn Hẹn Hò. À, sau 9 tháng kết hôn, họ đã chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Đây là Đạt, đẹp trai dễ thương. Ha, đây là cô gái tên là Thảo. Thì nói chung là hồi trước giờ là chị Vân chỉ tặng cho Thuận là một cái từ gọi là ông mụ. Đó, những cặp vợ chồng son nào hiếm muộn khi đến với chương trình Vợ Chồng Son thì Thuận chúc thì bao giờ họ cũng đều nhận được một cái kết quả rất tốt. Đó là một cái điều gì đó mà thật sự mà nói là trong hình như là không lý giải được. Chúc Hồng Vân cái con. Không chịu chúc đâu. Bao nhiêu lần nó đòi chúc tôi rồi đó Linh, mà thiệt á tôi chận ngay và liền luôn á. Bà Linh biết không, em nhận được rất là nhiều những tin nhắn của cặp vợ chồng hiếm muộn là nhờ em chúc từ xa. Là bởi vì họ ở xa quá, họ không có điều kiện để mà đến tham gia chương trình. Và không ngờ luôn nha, chút qua tin nhắn mà vẫn có bầu. Trời ơi, hay vậy. Hay không? Tức là em mang cái sự tích cực đến cho người ta. Dạ. Cho nên là khi mà em chúc xong tự nhiên hai chồng cảm thấy yêu nhau dạ. hơn. Thoải mái đó là tự nhiên có bầu. Rồi. Hôm nay trước khi chia tay anh Quyền Linh á thì em chúc anh Quyền Linh. Thôi. Chúc đi, em chúc đi. Chị bảo kê em cho nhân dịp năm mới thì em kính chúc. Bây giờ nha, bây giờ mình chơi một cái nha. Phải vô cái ghế đó mà Linh. Phải vô cái ghế đó mà Linh. Ngồi xuống. Anh ngồi đi. Thử đi. À, nhân dịp hôm nay anh đến với chương trình Vợ Chồng Son, em kính chúc anh Mai Quyền Linh cùng với chị và Thảo ở nhà hai vợ chồng sang năm Tân Sửu ha, luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, và đặc biệt là cuối năm Tân Sửu hai vợ chồng sẽ chào đón một con nghé đến với gia đình của Quyền Linh và chị Nước Thảo. Nước da đen như Quyền Linh, cặp chân mày ra, cặp chân mày như Quyền Linh. Xếp ra rồi.
Anh ơi, em chúc anh sinh đôi luôn. Thôi cảm ơn. Bây giờ Linh ơi, Linh ơi, ơi, có tin đó là vui lắm nghe. Anh ơi, anh chị, trời ơi, cảm ơn. Thôi cảm ơn mọi người. Thôi anh đứng yên. Tôi gửi Đạt với lại Thảo đây nha. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc ha. Chúc hồng bằng năm sau sanh sanh đôi nha. Ông chúc tôi có sợ. Em nói nè, nếu mà tháng 3 mà chị có tin vui. Chúc mừng em nha. Chúc mừng năm mới tháng 3. Tháng 3 là chị có tin vui. Nhanh lên. Đây là Đình Đạt ha. Nó được bình định á. Hôm nay Đạt nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là em 37 tuổi chị. 37 tuổi, làm nghề gì? Em làm cơ khí cho tàu máy. Còn đây là vợ em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Thanh Thảo, năm nay em 33 tuổi. Làm kinh doanh bên mạng bất động sản ạ. Hai người ở Bình Định hết? Em ở Phú Yên ạ. Em ở Phú Yên, dạ. Còn em ở Bình Định. Dạ. Rồi em đoán đi. Chắc là hai bạn đó ở chung xóm, đúng không? Chung xóm mà hồi nhỏ là không có thích nhau. Nhưng mà lớn lên Thảo trổ mã, Thảo rất là đẹp. Và bạn này nhìn thấy mê mẩn quá và theo đuổi cô này. Và cuối cùng là chinh phục được cô này và lấy cô ấy làm vợ, đúng không? Sai. Tôi không cần nói, tôi cũng thay lời hai bạn này. Tôi nói kì. Sai. Sao chị đó, sao nói sai là sai? Chị dựa vào cơ sở nào? Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Trời ơi, đi đúng không? Dạ, dạ, trời ơi, thấy chưa? Ôi như vậy là hai em là kết nối với nhau, kết nối tình duyên với nhau là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả? Dạ. Khi em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, lúc đó cũng em cũng run lắm, run mà cũng Thảo cũng ít nó cũng nói chuyện không được. Cuối cùng hai Thảo với em cũng bấm nút. Rồi gặp, rồi đang còn gặp nhau. Bữa đó thì gặp nhau xong á là cô em ra uống nước, đi uống nước. Rồi trưa đó mời hai gia đình đi cơm trưa. Em thì lúc đó cũng chưa ấn tượng gì về anh Đạt đâu. Chỉ có thích cái nụ cười của anh lúc mà em quay sang á. Thì thích nụ cười hiền lành thì em bấm nút thôi. Cảm xúc đầu tiên là kết cái nụ cười ha. Sau cái hôm mà buổi trưa mà gia đình đi ăn trưa xong á thì tụi em liên lạc với nhau như thế nào? Tiếp tục là tìm hiểu? Nhắn tin thôi chị, nhắn tin qua điện thoại. Vậy hả? Trong bao lâu? Hai ngày. Xong rồi ngày thứ ba thì em mới thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết. Không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Lúc đó thì em lúc bận quá thì lúc đó em nói thôi đưa thứ bảy đi tin nhật thì cuối tuần gặp nhau rồi uống cà phê rồi xem phim luôn. Mà lúc đó cho thấy Thảo nhắn tin thì em thấy lúc đó chắc chắn Thảo đang giận. Rồi em liên lạc xong chiều đó đi tối uống cà phê, rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi xem bán pháo hoa. 30 tháng 12 lúc đó cũng sợ vì mới quen đó mấy ngày à, mà rủ thì biết Thảo ngại có đi không. Em chưa nói thì Thảo nói thông báo là bữa sau là đi Vũng Tàu, đi về nhà mới nhà bà cô gì đó. Chúng ta cầm bụng đi Vũng Tàu luôn. Không, Thảo đi mình. Em đi xuống Vũng Tàu thì em nghĩ trong bụng sao anh thì anh không cản mình, anh để em tự đi luôn. Rồi cuối cùng sao? Thì cuối cùng á em đi xuống Vũng Tàu, xong rồi gặp cô ở dưới, cô mới nói là cháu muốn thử lòng anh này ấy, thì cô chỉ cách cho biết là ảnh có thương mình hay không. Cô mới chỉ là thôi bây giờ bắt máy điện thoại gọi điện ảnh xuống chở em tối đi xem bán pháo hoa. Nếu như mà anh xuống liền ấy thì anh là ngọt, thương, dạ, thương. Còn nếu như mà không thì lý do là xe xôi này nọ thì thôi ghen lên chơi thôi. Tầm 9 giờ sáng thì em có gọi điện cho ảnh, ảnh nghe máy, anh nói là trong vòng 1 tiếng anh xuống Vũng Tàu anh rước em về. Trong 1 tiếng hồ? Dạ. Xong rồi có nói gì mà tầm 1 tiếng sao mà xuống kịp. Nói thì nếu như mà anh xuống kịp thì có duyên, còn không thì thôi. Tầm 1 tiếng sau là anh gọi là em ơi anh ở Vũng Tàu rồi. Trời ơi. Em đi tàu cánh ngầm phải không? không ơi. Lúc đó thì em ở nhà buồn, đã buồn trời. Nói tối đó thì em cứ nghĩ là hôm nay giao thừa chắc ở nhà của mình buồn rồi, không ai đi xem bánh phố hoa rồi. Tự nhiên có điện thoại Tháo gọi xuống, em mừng quá, em lái xe em chạy xuống luôn. Thì chạy Vũng Tàu thì có chừng 100 mấy cây thì em chạy có chừng, không nói chung 1 tiếng thì không có chứ. Hơn 1 tiếng, còn anh nghĩ là hơn 1 tiếng. 1 tiếng rưỡi thì khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Cái đêm bắn pháo hoa đó hai đứa coi, nhưng mà ảnh có tỏ tình, ảnh có cầu hôn với em không? Dạ không ạ, chỉ có tâm sự nói chuyện cá nhân hai bên
này nọ. Xong rồi tới lúc mà bán phô hoa thì ảnh bước xác xác vô bên em, xong rồi cầm tay em xem vậy thôi chứ không, không nói gì hết. Dạ không nói gì hết. À, chỉ là biểu hiện thôi chứ dạ. Là hành động em là của anh đó nha. Rồi sau đó thì sao, khi nào thì em mới về ra mắt với bên gia đình của ảnh? Tầm 3 tháng ha. Lúc đó thì Tết là lúc gần Tết rồi. Ba mẹ cũng nói là dẫn vợ em á vừa đã rách ra đại đình. Thì ba má thấy cũng hiền dễ thương, cũng khéo léo. Ba mẹ cũng thương. Thảo thì sao? Em có cảm nhận là bên gia đình, bên Đạt là thương quý em không? Dạ, lúc mới gặp là rất là thương em. Nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có vẻ không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, là tại sao vậy, hôm đó là làm sao vậy? Dạ cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chịu không được thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà tấn công quá. Dạ nói nhiều với lợi sợ sau này về là em hiếp đúng không anh Đạt, cho nên là ba mẹ nói thôi thấy cái này dữ quá, lúc đó thì ông bà không có cho hai đứa quen nữa. Yeah. Rồi như vậy thì sao ta, rồi sau cuối cùng làm sao mà làm đám cưới? Quen 2 năm thì ba mẹ của anh thấy hai đứa yêu thật lòng á, thì ba mẹ đã đồng ý cưới, nhưng mà trúng cái mùa dịch thì không có tổ chức được. Là mới đây không, là không có. Thì thực ra là cái chuyện đó là chỉ là một cái buổi tiệc thôi. Dạ, buổi chứ tiệc. Còn thực sự mà nói thì khi mà tụi em đã yêu nhau, đến với nhau xác nhận là sống lâu dài với nhau có con thì mình cũng coi như là một gia đình nhỏ rồi. Đó thì chị nghĩ là bây giờ là cái khoảng cách giữa ba mẹ em với lại bạn Thảo còn không? Đã giải tỏa hết chưa? Tại vì nếu chưa thì nhân cái cơ hội này nè. Yeah. Hai vợ chồng chia sẻ cái điều muốn nói với ba mẹ đi. Giờ em với Thảo cũng cưới nhau rồi thì cũng sắp có được đứa con đầu tiên đầu lòng. Khi cưới tới bây giờ thì cũng vợ chồng cũng sống hòa thuận và yêu thương nhau. Bây giờ là con cũng muốn hai ba mẹ hai bên đó là hòa thuận nhau, nói chuyện là thân thiết nhau đó. Vợ chồng con lúc nào cũng thấy sống hạnh phúc, vừa có con cái, vừa có bên dòng họ, bên ba mẹ và ba mẹ bị vợ và ba mẹ chồng. Thảo nói gì đi cưng, Thảo nói với ba mẹ đi. Dạ, con với anh Đạt tham gia chương trình này cũng mong muốn hai bên gia đình hòa thuận nhau vui vẻ, để hai bọn con có một hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra Vân cũng thay mặt chương trình là bởi vì hai bạn cũng đã tham gia từ Bảo Mối Hẹn Hò, rồi các bạn tìm hiểu nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại để bây giờ các bạn tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son, và kết quả là bạn sắp sửa có một bé gái đầu lòng. Thì Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hẳn là con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình, và cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc. Vân mong là hai gia đình sẽ chấp thuận cái lời khẩn cầu của hai con và của những người tham gia chương trình. Vân yeah. Xin cảm ơn. Nãy giờ thấy Thảo á, cái mặt buồn lắm. chị thấy rõ ràng không? Mặt có nghĩa là nó chất chứa cái gì đó trong lòng á. Mà nó nè, cái gì á hãy tống nó theo cái năm cũ đi, vui vẻ lên nha. Rồi bây giờ đến cái phần vui vẻ nè. Đúng rồi. Bây giờ khui thật xấu nè. Đúng rồi. Bây giờ anh rất muốn biết nè, em lấy anh Đạt về 2 năm qua em thấy ảnh như thế nào? Ảnh có hiền lành không? Tật xấu anh là cái gì nè? Dạ 2 năm qua thì em thấy anh Đạt rất là tốt và hiền. Chỉ có điều là ví dụ như không hài lòng gì về anh ấy thì anh hơi cọc và nóng tính hay quá. Thì mấy người hiền á là lúc nào cũng cọc hết á. Dạ. Mà có làm em tổn thương nhìn, không? Nhìn xong bắt đầu lên cơn cái là cọc cằn vậy đó. Ừ. Nhưng mà điều cái là những cái cọc đó là làm cho em khóc và tổn thương. Ôi Đạt ơi, sao để cho người ta khóc vậy trời? Mà sao nó có năn nỉ không? Hay là tự mình như trấn an mình rồi cái mình nhiều lần thì em tự khóc tự nín. Còn có lúc thì anh cũng dỗ. Vậy là bây giờ là cuối cùng về là em kèo trên hay kèo dưới? Em bị ăn hiếp hay là em ăn hiếp Đạt? Thì bây giờ em thấy em là người ở dưới á. Em kèo dưới hả? Kèo dưới. Trời ơi. Lúc mà ví dụ như em có lỡ là nó thì anh mới nói hả? Là em phải dẹ lại. Rồi, rồi cho anh nhím trà nha. Đúng không Đạt? Những gì vợ nó có đúng không? Thì anh chỉ cần trả lời đúng hoặc là không thôi à. Có đúng hoặc là không thôi. Không được biện hộ. Không được biện hộ. Có đúng không? Dạ. Rồi tiếp đi em, tật xấu gì nữa đó.
tật xấu nữa là bây giờ ngoài cái cọc tính, cái nóng tính hay quát thì em thấy anh Đạt rất tốt. Vậy là quá ít rồi. Dạ. Chỉ có gắng không chế được cái nàng vợ nữa, nhất là đang trong giai đoạn này. Đúng nghe rồi nghe. Bây giờ tới Đạt đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một số tật xấu thôi. Ví dụ như là cái hay càm ràm. Câu có ngồi đó nó riết, nó nhiều, nó nhiều lắm. Nói coi như cũng các mấy tiếng em hồi. Em nói khi nào mà anh làm chừng thôi. Chừng làm đúng thôi à. Trời ơi, nó khó chịu quá. Nó khó lắm. Tập trung của tất cả các bà vợ trên cái cõi đời này thì nói hoài nói chừng nào mà nói khi nào mà làm thì thôi. Dạ đúng không? Rồi sao nè, tiếp tục nè. Nhìn vô lại hay có khó tính không? Cũng có lúc khó tính nè, giận lên rồi năn nỉ không bỏ qua mà cứ khóc riết à, dỗ cũng không nín luôn. Mà ảnh có đặc biệt em quên kể, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm á, ngày ví dụ sinh nhật hay là ngày của phụ nữ thì ảnh đều làm em tổn thương. Làm em khóc. Là tại vì anh quên hay là anh không? Anh nhớ nhưng mà ví dụ như là cái ngày mà 26, 27 của mỗi tháng là ngày kỷ niệm hai đứa quen trên bạn muốn hẹn hò là anh đều mua hoa tặng. Còn cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ hoặc là cái ngày gì đó thì anh đi làm về xong rồi có nói là sẽ chở em đi, nhưng mà qua xem mà ngủ xong rồi chở giờ rồi em thì dạ đúng rồi 9 giờ 10 giờ là em không đi nữa, xong rồi đó. Em lại khóc mà cứ đúng cái mấy cái ngày đó là làm em khóc và buồn không có tâm lý. Dạ. Bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi cái gì? Em mong nó Thảo là nhưng đừng có giận hay giỏi quá. Ví dụ như là nhiều lúc em đi làm về mệt á thì em nằm nghỉ xíu rồi xong rồi ví dụ như một tiếng xong nó khé lại thì em lại chớ đi liên công chuyện hay gì đó. Nhiều lúc đó là Thảo làm rất chậm, là những là cái em muốn em làm Thảo làm nhanh tay chân luôn mà dù Thảo đem trọng á, dù như muốn đi đâu công chuyện gì á đó giờ rồi mà cứ Thảo cứ thì chậm rồi không được nhanh tay được. Xong em nổi điên em nói lớn lên cái là bắt đầu khóc đúng khóc không rồi. Rồi em mong muốn Đạt thay đổi cái gì? Thì hiện tại thì chồng em rất là tốt, thương em, chỉ có cái là cọc tính á, mong chồng em thì bỏ cái cọc tính quát vợ. Bây giờ chị nói hai đứa tụi em nè, tại vì tụi em mới cưới nhau đúng không? Dạ. Mới tức là mới về sống chung với nhau đây thì hiện giờ cái lứa tuổi của tụi em bây giờ vẫn còn đang tận hưởng những cái gì mà nó đúng nhất, những cái cảm xúc đúng nhất của cái tình yêu mà bước vào hôn nhân á. Thảo chỉ có trông mong vào một mình em thôi. Dạ, cho nên đúng không em? Dạ. Cho nên khi mà Thảo bị cái đó nó không xảy ra, Thảo bị hẫng, bị hụt quá thì cứ sợ là hay là anh hết thương mình rồi. Thì ngược lại, bạn này không phải là thuộc tiếp người đàn ông mà nhạy bén về những cái cảm xúc của người khác xung quanh mình. Thì bây giờ theo chị nha, khi tụi em đã đến với nhau rồi, đã là vợ chồng rồi, Thảo đừng có e ngại cái chuyện là Thảo nói ra. Tụi em phải nhớ là khi mình không có cái chỗ dựa đằng sau lưng thì mình phải gắn kết vô thành một khối để mình nương tựa vào nhau, để mình có thể làm cho cái gia đình của mình nó vững mạnh, hiểu không? Yeah. Cái mái ấm nó vững mạnh thì con mình nó mới sung sướng, nó mới hạnh phúc. Hiểu không? Yeah. Mệt lắm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Yeah. Chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nha. Dạ, cảm ơn luôn, sẽ báo để mà sắp xếp anh tham gia ha. Dạ rồi, đầu tiên thì sẽ ở đây là em, là Nhung và bạn Hiền, này là biên tập của chương trình. Thì sau đây là mời anh sẽ giới thiệu cái thông tin cơ bản về mình trước giùm em nha. Đầy đủ họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì. Rồi mời anh nha. Thì trước hết thì anh cứ cảm ơn anh nói nha. Đưa micro lên khỏi bắn gì. Cứ nói bình thường không có mở. Đưa lên nói thôi, không còn mở gì anh ơi. Không có nút mở đâu. Hello. Rồi. Thì trước hết thì cũng xin gửi lời chào đến chương trình. Thì mình cũng xin tự giới thiệu là tên đầy đủ là Cao Văn Tốt. Đó thì sinh năm 89, hiện tại là 33 tuổi. Thì quê quán là ở Tiên Phước, Bình Định. Thì nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch. Thì mình đến đây thì cũng mong muốn là tìm cái chương trình hẹn hò của chương trình mình. Thì mình bắt IC như chương trình biết là từ quê lên đây. Thì cũng mong muốn là cái chương trình tạo điều kiện giới thiệu cái chương trình hẹn hò. Rồi cái công việc hiện tại của anh là gì ha? Thì công việc hiện tại của anh là hướng dẫn viên du lịch. Đấy thì
đây là một công việc thì nói chung là cũng rất là vất vả. Là hiện tại anh làm cho công ty nào hay là? À, vâng thì mình đi tự do. À đi tự do mà. Là thường ví dụ có khách bút này kia đi ở đâu thì anh sẽ dẫn khách đi. À là gần đây nhất là anh đi tour nào? Thì gần đây nhất là mình đi tour phía Bắc. Và thêm cái thứ là phía Nam dùng mà đua sinh viên luôn ạ. Vâng. Rồi anh làm như vậy thì cái thu nhập của mình nó có ổn định không anh? Nói chung thì mùa cao điểm thì là ổn định. Mùa này có phải gọi là mùa cao điểm không? Mùa này lễ thì mùa cao điểm. Là lễ này anh có dẫn đi tour nào nữa không? Lễ này thì nói chung có nhiều công ty gọi mình thì tuy nhiên thì mình không có nhận luôn nha. Bây giờ anh làm freelance bên ngoài, ví dụ có công ty nào thì sẽ gọi anh để anh đi đúng không? Thường như vậy thì cái thu nhập trung bình của anh thì sẽ như thế nào? Thì thu nhập trung bình thì nói chung là mình đi lâu năm mình bán được thì là cũng nói chung là thu nhập cũng khá ổn định. Dạ, tầm khoảng bao nhiêu anh? Thì một ngày thì là từ 500 đến 1 triệu. Tuy nhiên là khoảng đi khoảng 1 tháng thì nếu mà đi nhiều thì có thể mười mấy triệu còn có. Khoảng trên 10 triệu đúng không? Vâng, và bây giờ là điểm. Dạ rồi, ở trong đây là anh thấy là anh là đã ly hôn nè. Thì anh đang chia sẻ về cái mối tình này đi, cái cuộc hôn nhân này đi. Vâng, thì nói chung thì mối tình mình lập gia đình ở có vợ ở Đà Nẵng á, thì là năm cưới năm 2013 đến năm 2019 thì là ly dị. Thế thì có một đứa con thì là con gái thì nói chung là cũng đang ở với mẹ. Đấy thì là hiện tại thì nói chung là vợ thì cũng đã có chồng mới, cũng sống hạnh phúc. Dạ rồi, bây giờ đứa con gái của anh bao nhiêu tuổi nè? Đứa con gái của anh thì là 4 tuổi. Đứa con gái 4 tuổi rồi. Vậy thì là coi như là ở với nhau là khoảng 6 năm. Thì trong 6 năm lý do vì sao mà lại ly hôn anh? À, vâng thì nói chung thì chắc không quan tâm. Không quan tâm hả? Có nghĩa là anh không có quan tâm vợ hả? Hay là sao? Và hồi đó là cũng đi tour đi du lịch này kia nhiều ít quan tâm vợ. Coi như là mình cũng nhận ra được cái điểm sai của mình là không quan tâm đúng không? Thì bây giờ là sau cái cuộc hôn nhân này rồi thì anh đã có rút ra được cái kinh nghiệm gì cho mình? Hoặc là anh đã có tìm hiểu người nào khác chưa? Thì hiện tại thì chưa tìm hiểu ai. Thì nói chung thì mặc dù ly hôn nhưng mà cũng không có nói chung là cũng không có sau cuộc hôn nhân này thì có cái kinh nghiệm là mình sẽ vững vàng hơn. Rồi 3 năm rồi là anh có tìm hiểu ai khác không? Thường là do du lịch là đi nhiều lắm rồi tiếp xúc với nhiều cô dữ lắm nè. Vâng thì cũng không có tìm hiểu, chưa tìm hiểu ai. Rồi, nhưng bình thường là anh làm du lịch là anh hay nói đều đều chẳng chẳng vậy hay là dẫn du lịch là phải nói nhanh đến đâu này kia cho nó cũng hơi lúc, tuy nhiên thì cũng dẫn khách nhiều cho nên là bên đây thì cũng chưa tìm nhiều ai hết. Rồi anh chia sẻ một xíu nghe về bản thân anh đi, những gọi là những cái điểm mạnh điểm yếu gì đó để dựa trên những cái điểm mạnh này em đi du lịch với các cô gái. Cái điểm mạnh của anh thì nói chung là cũng dẫn khách đi như vậy đấy thì là cũng đi nhiều á. Đi nhiều thì là cho nên là cũng dẫn khách rồi là cũng tự tin giao tiếp, đó là cái điểm mạnh của anh. Rồi còn cái hay là tham gia một số các cái công việc như là các cái văn nghệ thể thao đó thì cũng là rất là để phục vụ cho cái công việc của mình đấy. Là anh đang hồi hộp, anh đang run ngồi trước máy quay hay là sao? Tại vì em
nghe anh nói giống như là anh cứ rề kéo liên câu câu ra, ta ngồi ta lắng nghe, ta chờ anh nói cái gì, xong ta ngủ mất tiêu. Lên sân khấu như vậy khán giả ngồi dưới ta ngủ hết. Cho nên là em không biết là anh đang run như thế nào nha. Nói từ nào nhất khoát từ đó giùm em. Tại mình lên sân khấu thời lượng đài nó đâu có cho phép đâu mà mình ngồi mà nói bây giờ là anh sẽ mong thì nghe nó cảm giác nó sẽ bị trì cái nhịp của sân khấu của mình xuống ha. Thì anh cố gắng tự tin giùm em nha. Rồi bây giờ nhắc để tự tin là làm bài văn nghệ đi. Văn nghệ bài gì, bài đồ, bài tủ của anh á, làm bài luôn đi anh. Vâng, thì mình cũng hát một bài đó là cũng bài ruộng của mình hay hát trên xe khách. Cái bài thì mang tên là Vó Ngựa Trên Đồi Tà Non. Thì bài này mình hát nửa bài, nửa bài thôi. Rồi ok, bài này cũng được, nhưng mà bài này thì khi mà lên đài sẽ không có được phát sóng bài này. Bài này ở ngoài là mình có thể hát rồi này kia được, giao lưu vui được. Nhưng bài này thì nó nằm trong cái danh sách đen, không có được phát sóng. Rồi chuyển bài khác cho em cái bài gì tình yêu được có không? Vâng, thì để nhớ là để nhớ cái bài gì chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm thăm thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đồ hầu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời quan hát thì mình chỉ hát một vòng thôi. Dạ rồi hát để cho nó tự tin hơn chứ gì, trên mình là dân du lịch mình lên đó phải hoạt náo viên cả sân khấu tưng bừng mình lên nha em. À, ví dụ như có những cái trò gì mà hay mình đi mình hoạt náo mọi người thì khi đó lên đó sử dụng những cái trò đó luôn để kéo mọi người kể cả MC cô gái bên kia cùng chơi giao lưu với mình cái trò chơi đó luôn nha. Ý em cho nó thoải mái thì đi trên sân khấu nhưng mình đừng có trầm buồn quá nha. Rồi trong đây là thể thao là thường là anh sẽ chơi tốt môn môn gì? Thể thao thì mình cũng thường là chơi môn thứ nhất là môn cầu lông, hai là đá banh, rồi là thể thao nhảy ba bố đó thì mình cũng sở thích của mình. Sở thích chạy ba bố hả? Vâng. Nhảy chuyên nghiệp không? Nhảy cỡ nào? Nói chung thì nhảy thì thường nhảy với đồng khách thì mình cũng đại diện như thế là cũng có thể là cũng thường là thắng. Được á, cái tài là ba bố có ba bố sẵn nhà không? Không, ba bố thì có sẵn. Mình đi mua thì có các cái dụng cụ đạt được hết. Đấy em muốn xem sẽ có những cái trò nó giao lưu nó vận động này kia tí ở trên sân khấu đó ha. Rồi trời, tại vì mình là dân du lịch là nhiều trò lắm. Nhiều trò để mà ngồi ra đi là mình nói chung là mình cũng có thể là đánh trống thôi hả? Trống gì vậy? Đánh trống nói chung là đánh trống thường là đánh trống nhạc, đánh trống nhạc tự do. À. Có bộ trống là lên anh gõ được đúng không? Vâng. À trống nhạc, trống chen gì này kia đúng không? À rồi nếu mà sắp xếp được trang bộ trống thì lên có thể thể hiện được cái bộ trống đó luôn đúng không? Đánh được đúng không? Vâng, đánh được thì tự nhiên thì mình cỡ coi như còn hay là tổ chức một số các trò chơi như là trò chơi bãi biển trên núi Ninh như là viết biển hoặc là trò chơi băng bóng vân vân. Rồi ok anh, thì cái đó thì mình sẽ trao đổi kỹ hơn để chuẩn bị những cái nội dung nó hay ho, nó hấp dẫn trên sân khấu ha. Hoặc là có những cái trò làm sao mà để tương tác cặp đôi nam nữ kiểu vậy á, phải không? Ăn chung miếng bánh hay là cái gì gì đó thì mình nghĩ thêm. Rồi bây giờ là anh đó là những cái điểm mạnh của mình rồi, thì bây giờ là anh có những cái điểm yếu hoặc là những cái tật xấu gì không nè? Thì cái điểm yếu của mình thì nói chung là cũng nói chung là cũng không báo với người là mình đi tour thì mình thở hiểu hết. Đấy, khi mà bắt được công việc thì mình thở hiểu hết.
Ý là điểm yếu ở đây là có tật xấu, có hút thuốc, nhậu nhẹt, có nóng tính, có hay ghen hay là những gì không á? Không có luôn. Trời ơi, hoàn hảo 100% vậy đó hả? Thì nhậu thì mình nói chung là tiếp khách thì nhậu, thì mình nhậu nói chung cũng vài lon mà đi đấy. Thì nhậu thì cũng nhậu thì ít thì có. Và anh ở Bình Định mà anh biết võ không? Võ Bình Định thì mình không biết. Không biết hả? Vâng. Đúng rồi, Bình Định biết võ Bình Định chứ. Rồi, bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một cô gái như thế nào? Về ngoại hình trước. Thì mình cũng mong muốn là thứ nhất là về ngoại hình thì nói chung là xinh, trẻ. Xinh, rồi, trẻ. Và rồi là có thể thì là nhà có điều kiện một chút, hoặc là ở Sài Gòn thì càng tốt. Nhà có điều kiện là như thế nào anh cụ thể thì nghe cái nhà có điều kiện đấy. Nhà có điều kiện ở đây thì nói chung là có thể con bố làm to hả? Không, nói chung là nhà cái điều kiện ở đây thì nói chung là thoải mái là được. Và thì là có yêu cầu ta có nhà Sài Gòn này kia các thứ không? Tại vì thường là những cái yêu cầu mà nhà có điều kiện là nhà gái người ta đưa ra. Nhà gái nhiều lắm, nên yêu cầu là bạn trai phải có điều kiện làm tháng thu nhập 100 triệu trở lên, có nhà Sài Gòn đó, có ô tô, nhà mà